Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc nữa ở trong cấu trúc điều kiện if. Đó là cấu trúc if lồng nhau. Tức là trong các chương trình lập trình ấy, thì chúng ta cho phép là có thể có nhiều điều kiện, và những điều kiện này có liên quan đến nhau ở trong chương trình. Thì để thể hiện các cái điều kiện này, chúng ta sẽ sử dụng các cái cấu trúc là if lồng nhau. Tức là một cái cấu trúc if có thể chứa một cấu trúc if khác trong chương trình. Và trong chương trình này thì trong cấu trúc if lồng nhau ấy, thì cấu trúc if bên trong sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện của cấu trúc if bên ngoài. Tức là nếu một cấu trúc if bên ngoài điều kiện của nó thỏa mãn thì cấu trúc if bên trong mới có cơ hội được đánh giá điều kiện và được thực thi. Để minh họa về cấu trúc if lồng nhau thì chúng ta sẽ xem một ví dụ sau đây. Ví dụ ở đây thì cấu trúc if lồng nhau người ta hay còn gọi đó là nested if. Chúng ta sẽ có hai biến in a bằng 5, b bằng 3. Đó. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc if lồng nhau trong chương trình if a bằng bằng 5. Đó. Tức là nếu giá trị của biến a mà bằng 5 thì chúng ta mới thực hiện thân của cấu trúc if bên ngoài này. Sau đó tôi kiểm tra tiếp b bằng bằng 3. Đó. Như vậy là chúng ta có thể thấy là trong chương trình ấy thì là cấu trúc if bên trong này để được thực hiện thì chắc chắn là biến a phải bằng 5 thì if bên trong mới được đánh giá. Đó. Còn nếu không thì bên trong sẽ không được đánh giá. Chúng ta sẽ in ra systemout.print nested if. Ở đây tôi sẽ in ra một câu lệnh. Thì khi thực hiện chương trình thì chúng ta sẽ thấy là chương trình đã in ra được kết quả. Đúng không ạ? Tuy nhiên nếu như mà tôi đặt ở đây không phải là A bằng 5 mà A bằng 15. Thì trong chương trình này chúng ta có thể thấy là gì ạ? A bằng 15 không bằng 5. Vì vậy cho nên điều kiện của if bên ngoài là không thỏa mãn. Vì vậy cho nên if bên trong cũng sẽ không được đánh giá. Chúng ta có thể chạy chương trình. Đó, thì chúng ta có thể thấy là trong cấu trúc if lồng nhau thì if bên trong sẽ bị phụ thuộc vào if bên ngoài. Nếu điều kiện của if bên ngoài là thỏa mãn thì chương trình với if bên trong mới có cơ hội được thực hiện đánh giá. Còn nếu không ấy, if bên ngoài mà không thỏa mãn thì cấu trúc if bên trong sẽ không được đánh giá. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc if lồng nhau. Chúc các bạn học tốt.